Chào đón quý vị đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Thưa quý vị, Tường cảm thấy thật sự rất là vinh dự khi được là người dẫn chuyện của chương trình này. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc chúng ta cũng đã từng trải qua những biến cố, những đau khổ, những mất mát trong tình yêu. Chúng ta phải cố gắng tự vượt qua những biến cố của cuộc đời mình. Và cuối cùng, có rất nhiều người đã tìm ra được đáp án Hạnh Phúc Ở Đâu. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Cát Tường xin giới thiệu cho quý vị một nhân vật cũng rất là đặc biệt, một cô ca sĩ vừa thể hiện MV vừa rồi mà chúng ta vừa nghe. Ôi, giọng hát của cô ấy rất là nội lực, rất là cảm xúc, đúng không quý vị? Nhưng mà đằng sau cái cảm xúc nội lực ấy là một cô gái như thế nào? Cô cũng rất là bản lĩnh, mà Tường rất là nể cổ luôn. Chị em đã từng gặp nhau nhưng mà ngày hôm nay mới có cái cơ duyên để ngồi trò chuyện với nhau. Xin giới thiệu cho quý vị nữ ca sĩ Pha Lê. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và ngày hôm nay thì cũng rất là mong mỏi để có một cái dịp được ngồi nói chuyện với người chị Cát Tường. Vì chị Tường thì khá là nổi tiếng là làm trong những cái chương trình về mai mối, rồi những cái chương trình rất là sâu sắc hiểu tâm lý phụ nữ và đàn ông. Nhưng bây giờ trước tiên nè, phải cho chị biết lý do gì phải cảm ơn người đã bỏ ta đi. Cái lời bài hát rồi mà cái tên bài hát nó khá là rõ ràng. Trong cái cuộc sống thì mình không thể nào nó trọn vẹn được. Và thỉnh thoảng một cái sự chia ly nào đấy, mình nên cảm ơn cái người đấy. Tại vì thật ra là đó là một cái sự biến cố đối với em. Và khi mà em thì em không dứt được. Em thì không dứt được ra trong nói thẳng ra là trong một cái cuộc tình như thế. Thì mình lại không đủ bản lĩnh để dứt ra. Mình cứ bỏ thì thương mà vương thì tội. Mà mình cứ áy náy, mình cứ níu nó hoài. Mình đã biết là thực ra là nó đã mục ruỗng rồi, nhưng mình cứ cố gắng để mình tiếc một cái khoảng thời gian rất nhiều mình vun đắp cho nó. Nên là bản thân mình không làm được, nhưng mà người ta làm được, là người ta giải thoát cho mình. Chia tay mà cảm thấy nó thoải mái đến như thế thì em nghĩ là phải cảm ơn người ta. Vậy vì nếu người ta không bỏ em thì em không bao giờ bỏ được. Chị nghĩ em là một cô gái rất là quyết đoán. Ngay cả trong công việc cũng vậy, thì trong tình yêu cũng phải như vậy chứ. Có nghĩa là mình bị phụ thuộc vào cái tình cảm, mình quay cuồng trong cái điều đó. Mình có thể nhận được, mình có thể nhận định được rằng có thể đây không phải là cái bến bờ, nhưng mà tại sao chúng ta không thể dứt áo ra đi được mà phải nhờ cái đối phương của mình? Có thể là vì sự kỳ vọng của bố mẹ, rồi nói chung sự trông đợi của rất nhiều người trong gia đình, nó làm cho mình bị nấn ná. Bà ngoại sẽ rất là buồn, bố mẹ sẽ rất là buồn. Với lại cái phía đối phương á, người ta cũng nấn ná thì người ta đã có người khác rồi, nhưng người ta cũng không bỏ được em. Coi như là đàn ông đi ra ngoài đi thì người ta sẽ có sự lựa chọn, có một cô, hai cô, ba cô gì đấy ở ngoài. Tuy nhiên nếu để lấy làm vợ thì người ta cũng chỉ hướng đến một mình thôi. Thế bây giờ cuối cùng là cái sự thỏa thuận đấy là mình có chấp nhận cái điều đó hay không? Tại vì thật sự đến như có những cái giai đoạn, nếu như nó còn nằm trong cái vùng gọi là nó úp úp mở mở đó,
thì chúng ta có thể du di và chúng ta nhắm mắt mở nó cho qua. Nhưng có những cái mối quan hệ mà đến cái giai đoạn là chúng ta chỉ có thể chọn một con đường. Tại vì là em ở Việt Nam và bạn ấy ở Mỹ, và khi mọi thứ nó đã hơi nó, em đã có một cái cảm giác nó hơi kỳ kỳ rồi, nhưng mà người ta vẫn cứ rất là nhiệt thành. Ví dụ như là thà là bảo là có người khác hay là gì đi đúng không? Không, người ta vẫn rất là nhiệt thành chào đón mình sang. Thế để khi đến mình sang rồi thì bạn ấy lại chưa kịp xử lý xong cái việc ở kia thì lại mình lại đã có mặt rồi. Thế cho nên là tự nhiên nó thành là giá như mà mình cho nhau biết trước ấy, thì em nghĩ là mọi sự chia tay nó cũng đàng hoàng. Nhưng đây là người ta chưa kịp thì nó cũng giống như bao nhiêu những câu chuyện khác mà mọi người gặp, tình cờ đến rồi tình cờ gặp, tình cờ vỡ tan, thì nó chỉ trong có một cái dịp duy nhất đấy thôi. Ví dụ như là buổi sáng cô đấy cô ấy vừa đến cô ấy nấu bún thang, thì buổi tối là em bắt đầu bay từ Washington City, em bay qua tới Virginia. Thì khi mà tới Virginia thì nó là buổi tối, thì hôm nay anh nấu bún thang cho em, tức là lại thành là tất cả bạn ấy làm, tức là mọi thứ vẫn rất là tốt đẹp. Thì cho đến khi buổi tối mà bạn ấy đi ngủ thì điện thoại vẫn cứ tinh, thì em lại là cái đứa mà chưa bao giờ có cái nhu cầu đụng vào điện thoại, mà bữa đó sang là để đăng ký kết hôn. Có gì đâu mà để ý. Thế mà đúng là làm sao mà trời xui đất khiến ấy. Thế bình thường mà cái người nhắn tin lại không phải là cái cô kia, mà là cái anh bạn thân. Biết làm sao tự nhiên thấy tên mình. Thế thì từ mở cái tin nhắn đấy ra mình thấy có một cái tên. Nhưng mà làm sao mà lại tình cờ là có những cái tấm hình. Thôi người đây không ngủ luôn. Em bị run lẩy bẩy. Nó kỳ lắm. Cuộc sống mà nó giật nó rung gì. Mà tỉnh như sáo cũng không khóc không gì cơ. Em Việt Nam em hoàn toàn không có một cái nghi ngờ gì về cái mối quan hệ đó hết. Không. Chẳng dừng em có một cái nhạy cảm, một cái cảm xúc một... Tại vì là cô này cô đã theo đuổi này rất nhiều năm nhưng mà không được. Vậy và tức là cái lúc mà anh ấy đang yêu em hay là chưa yêu em thì cô này cũng vẫn theo đuổi và cũng vẫn không được. Và anh ấy vẫn yêu em mà. Tức là sau khi gặp em, hồi mà gặp em còn tâm sự về ồ anh có cô này cô thích anh lắm. Nhưng mà rõ ràng người ta đã chọn em và công khai một cách bình thường. Thế em chả hiểu sao đưa đẩy như thế nào nó lại đến như thế. Trước khi mà em bay qua Mỹ thì nó có một cái dấu hiệu gì làm em cảm thấy nó bất an chưa, hay là chỉ có khi từ khi mà cầm cái điện không, thoại đó không hề có một dấu hiệu nào luôn, là đi qua là để chuẩn bị kết hôn đúng đó. Rồi mà hoàn toàn tức là nó quá bất ngờ, nó quá bất ngờ luôn. Nhưng mà tất cả là đang giống như là chị đang trong một cái buồng, là chị đang chuẩn bị cho một cái đám cưới, thì là bạn ấy thì đi mua nhà, là cái nhà mà em tới là cái nhà mới tinh mua cho hai đứa em. Đó là em đến là để bắt đầu đi mua nội thất các thứ, sắp xếp các thứ, thì nào đã gì đâu, mới ngày đầu tiên tới đồ đạc còn tùm lum hết. Nhưng mà cô kia tới nó muốn than rồi. Ờ đó, tức là cái nhà mà mua để cho cái tổ ấm của mình nó đã nó mà đúng một ngày, coi như là trưa em bay qua Mỹ mà sáng bay qua mà đến hôm sau bay về luôn. Ờ là bay về luôn. Em bay về luôn. Mà nhưng mà mọi thứ nó đến nhanh quá chị hiểu không? Nó không là hoặc là đang yêu cô kia quá, giống như là kiểu mới á, em nghĩ là mới chớm ấy. Xong rồi kiểu một người thì mình quá quen rồi, còn một người thì tự nhiên là cái gì nó mới mà chị chẳng muốn bảo vệ, cái gì nó mới tinh mà tự nhiên làm cho em đấy rơi nước mắt. Mặc dù sau đấy, sau tất cả những chuyện đấy, một tháng sau, hai tháng sau thì anh đã thay đổi hoàn toàn, tức là cầu xin rồi các thứ, nhưng mà mình không nhắc đến cái phần đấy nữa. Thế sao em lại nói là cảm ơn người đã bỏ ra đi? Người ta đã cố nói từ trước đến giờ rồi nhưng mà mình không nghe. Việc của mình thì mình làm thôi, chứ mình đi mình nghe nhiều làm gì. Cái lúc mà em mà về nhà thì vừa ngồi thì em bảo buổi sáng ở bên Mỹ là đêm Việt Nam, thì thấy anh Võ Hoài Phúc anh mới lên anh đánh đàn đánh hát cái bài Cảm ơn người đã bỏ ta đi. Thì là lúc em đang ngồi thẫn thờ lắm, em chưa biết phải báo với gia đình như thế nào hay là phải làm gì tiếp theo. Nó chớp nhoáng quá chị, thực ra trong một buổi sáng nó nhanh lắm. Khi mà mọi sự, tức là tất cả mọi thứ nó dồn dập mà không nghĩ là giải quyết như thế. Nếu bây giờ mình nghĩ lại, à chắc mình sẽ giải quyết kiểu khác, sẽ phải ngồi lại hỏi chuyện rồi này kia, nhưng mà đúng là thực sự là lúc đấy tất cả mọi thứ nó không có diễn ra như lúc mình bình tĩnh mà mình nghĩ. Mình đã sắp xếp nó và đã ổn hết rồi, tại vì mấy năm rồi. Thì nó không thể nào nó có một cái chuyện gì xảy ra được, với người ta cũng lớn rồi. Người ta cũng muốn lập gia đình. Có những cái em biết nó sai lè rồi mà em vẫn cứ em vẫn là, cứ lao vào. Rồi khi đó là em đi về luôn, về Việt Nam luôn. Vâng, về Việt Nam luôn. Khi mà xảy ra chuyện và khi nghe được cái lời bài hát này thì em mới thấy là phải cảm ơn cái chuyện ngày hôm nay, nếu không có là không được. Mà rõ ràng bây giờ thực tại mình phải nói là quá cảm ơn luôn mình mới có ngày hôm nay. Và tóm lại là sau đó em về là em rũ bỏ được hết tất cả những cái hoài bão ước muốn đó là đúng. Người tính không bằng trời tính, và nói được thật với mình, nói mình đi tìm hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc ở đâu mà tìm? Thật ra chúng ta cứ sống đúng với cách của mình, chúng ta cứ có những cái suy nghĩ nó tích cực. Và để tiếp tục với câu chuyện với ca sĩ Pha Lê thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi một đoạn video clip sau đây.
Sau nhiều năm theo đuổi con đường làm ca sĩ, Pha Lê để lại ấn tượng trong lòng mọi người bằng việc xây dựng hình ảnh của một cô ca sĩ năng động, tự tin, nói không với scandal và có những bước chuyển đổi về giọng hát, phong cách âm nhạc theo hướng tích cực. Pha Lê chinh phục khán giả với lối hát nhẹ nhàng, tình cảm, đi sâu vào trái tim người yêu thích âm nhạc. Pha Lê luôn chăm chỉ và nghiêm túc trong mọi lĩnh vực mà cô tham gia. Đó là lý do tại sao khán giả vẫn luôn ủng hộ cho Pha Lê. Lấy đó làm động lực, Pha Lê muốn chứng tỏ mình là phụ nữ của thời hiện đại, đam mê cống hiến cho công việc, cho âm nhạc, nhưng không quên vun đắp hạnh phúc cho mình. Sau nhiều biến cố, Pha Lê đang hạnh phúc bên bạn trai là một doanh nhân thành đạt người Hàn Quốc. Mặc dù đã yêu nhau gần một năm, tuy nhiên Pha Lê chỉ mới công khai trước công chúng cách đây vài tháng. Người yêu của nữ ca sĩ thường xuyên đồng hành cùng cô trong công việc và cho những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Trên trang cá nhân, Pha Lê cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường của cả hai. Mà em với chồng em quen nhau là buồn cười lắm. Hai gia đình là giới thiệu khoảng 100 lần không gặp. Cứ mang gửi hình á, mắt hí không gặp. Rồi bảo cao lắm, học ở bên Mỹ về rồi giám đốc này. Không gặp là không gặp. Sinh nhật em ép em đến cái mức độ là phải mời lại đấy đi, em mà không mời. Ủa, đến mà, mai mối hả? Đến sinh hả? Nhật rồi, không, tức là bạn ấy làm cho công ty của bên chị gái em. À. Thế nhưng mà cũng là vì chị gái em đã tìm hiểu bạn này rồi về cái gọi như là lý lịch các thứ là rất là tốt. Thì gửi cho em, em nhất quyết không, trong một cái thời gian là em không có nhu cầu. Em còn đi làm em bé ở bên Thái Lan mà là em mua tinh trùng của nước ngoài luôn. Tức là em hoàn toàn em làm tất cả những cái gì một cách độc lập. Thì em bảo không có nhu cầu, không có bất cứ một nhu cầu gì hết. Sinh nhật em là chị bảo là chị đăng ký 3-4 người. Em hỏi 3-4 người là ai, là có tên bạn này không? Sinh nhật em chỉ có người thân tới thôi, là không gặp nha. Đến sinh nhật của bà ấy mới gặp. Sinh nhật của bà ấy là không trốn đi đâu được rồi, em cũng không có ý định trốn. Chỉ có điều là nếu hẳn là một cái cuộc gặp còn tình cờ đi thì không nói. Còn em không trốn. Mà hai đứa gặp nhau là trong khi gửi 100 lần thì không quen. Mọi thứ nhân duyên đó, mình cũng không thể nào mà đoán trước được. Và đến cái tình yêu đó thì đến bất ngờ lắm. Nhưng mà thực sự cái đau khổ nó cũng đến bất ngờ lắm. Bởi vì có nhiều khi đó, một cái hạnh phúc mình đang nghĩ là nằm trong tầm tay, thì đùng một cái đau khổ đâu nó bất ngờ nó ập đến mà mình cũng trở tay không kịp. Nhưng mà rồi đôi lúc mình đã bỏ quên hết tất cả mọi thứ, mình muốn cầu những cái điều khác. Nhưng trong cái cuộc sống thì cái hạnh phúc này lại đến rất là bất ngờ. Thưa quý vị, bây giờ thì mọi người nhìn thấy đó, hình ảnh của Pha Lê hiện tại như thế nào ạ? Rất là năng động, tôi nể cô này lắm, rất là giỏi giang quý vị. Trời ơi, buôn bán kinh doanh đầu tắt mặt tối. Và bây giờ giờ nè, da thì trắng nõn mặt. Sao của em làm sao hay vậy? Thế em không vào bếp à? Là lúc nào em cũng ở trong bếp, em nấu nhiều quá. Em nghĩ là chắc là gắn kết được với nhau là tại vì là lúc nào về nhà cũng có đồ ăn ngon nên bạn cũng không thích đi đâu. Nhưng mà khi mà bước qua cái công việc kinh doanh, một thời gian là em gác, hiện tại là em lùi khỏi cái sân khấu đó, thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em nghĩ là cuộc sống của em nó không có cái gì định trước hết ạ. Tự nhiên khi mình tập trung vào một cái gì thì tự nhiên nó tập trung thôi, chứ không phải hoạch định là tôi dành 2 năm này để tôi kinh doanh, tôi kiếm tiền rồi tôi sẽ quay lại cái thứ không. Nhưng lý do gì mà em dừng cái sân khấu, là do cái cơ hội nó hết hay là do em? À, là em bị giật hộ chiếu đấy. Em bị giật túi ở ngoài đường, xong rồi sáng hôm sau em phải bay đi Mỹ diễn á. Thì là cái vụ đấy cũng là dùm beng lên là em bị giật. Thì bây giờ lịch book show ở bên Mỹ là 3 tháng liền, thì ở Việt Nam đâu có show đâu. Giờ 3 tháng em ngồi không, em không biết làm gì hết. Rồi cái em nấu đồ ăn. Em nấu đồ ăn thì mọi người thì lúc ấy rảnh quá thì nấu xong rồi ok thì bán thử. Thế nó đến đó là không duy mà để online. Đúng rồi, không hề định đoạt và chưa bao giờ nghĩ rằng là đồ ăn có thể bán được. Nó cứ vậy và thực ra nó đã cho em một cái kinh tế và tài chính rất là tốt. Nhưng mà rồi cái đèn sân khấu đó cũng là một cái ma lực. Nó gì nó rất ma mị, nó hay cuốn hút mọi người. Tất cả những người hoạt động nghệ thuật đều nói như vậy, tôi sẵn sàng sống trên sân khấu, chết trên sân khấu, vân vân. Thế không bao giờ em cảm thấy nhớ nhung cái sân khấu, nhớ nhung cái cảm xúc mà được giao lưu trực tiếp với khán giả để được hát, được thỏa mình trong âm nhạc? Em nghĩ là so với những cái người khác thì cái năng lượng của em không nhiều như thế đâu.
em tự thấy. Thế là em không đam mê ánh đèn nhiều như thế đâu, mà em cái mà em thực sự em thích ấy là cái sự bình yên. Thế em chọn cái gì bình yên, cái lúc đấy khi mà đứng trên sân khấu thì em thấy bình yên nhất là được hát. Nhưng khi nó quá nhiều thị phi, quá nhiều những cái mà em phải chống trả thì em cảm thấy nó không còn là cái thế giới bình yên nữa. Tự em sẽ cảm thấy như thế. Thế em thấy là mỗi lần mà cứ bị tự nhiên một cái chuyện gì đấy, giống như là có những người thì rất là bản lĩnh như cái kiểu là 2-3 ngày rồi sẽ qua. Nhưng mà đối với mình 2-3 ngày đấy nó như trong địa ngục ấy. Mình hiểu rằng đến tuổi này mình hiểu rằng là tất cả những cái việc đấy không ảnh hưởng gì tới mình cả. Nó hoàn toàn nó vô nghĩa và nó đứng lề cảm xúc mình. Nhưng đúng, tự nhiên tại sao giờ cuộc đời tôi cái việc tôi thích cái gì mà lại cứ phải theo các bạn? Thì em nghĩ là liệu cái ánh đèn sân khấu nó có thuộc về em không? Em nghĩ là không. Tại vì em không có cái bản lĩnh để chiến đấu lại việc đấy. Nếu cho em chỉ là đứng trên sân khấu và hát và làm tốt công việc của mình, em sẽ làm được. Nhưng mà cho em sống cái cuộc sống như thế, tức là bắt buộc ở trên sân khấu sao, và người ta mặc định nghệ sĩ là như thế, giống như là chị muốn làm vua chị phải đội được vương miện, thì em không làm được. Em cũng không muốn làm vua, em cũng không đội được vương miện. Nhưng mà thật ra trong quá khứ em cũng đã từng nổi tiếng, là cũng có những cái phát ngôn rất là gây sốc. Nếu bây giờ quay lại thì em nghĩ em có làm như vậy hay không? Hiện tại em cảm thấy có cái gì đúng hay là cái gì sai, hay là em vẫn sẽ là như vậy? Em là như vậy thì làm sao mà thay đổi được. Thật ra bây giờ chẳng qua là với ví dụ cái gì em phát ngôn người ta nói, em không còn bận tâm nữa. Ví dụ như trước đây cái điều mình phát ngôn mình vẫn bận tâm, vì mình vẫn đang làm trong nghề. Thì có khi là mình phát ngôn như thế xong rồi mình sẽ mất công việc chẳng hạn. Khi mà mất công việc thì tức là nó ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế. Nhưng còn bây giờ thì dù các bạn nói gì chăng nữa, vì việc đấy nên tôi không quan tâm. Thực sự là không quan tâm, đúng nghĩa là không quan tâm. Nhưng mà em không hiểu là bao giờ thì em mới được, bao giờ thì người ta mới thôi để ý đến em. Em cũng thấy là vậy chắc là đấy là số mệnh của mình, thì mình sẽ không chối bỏ nó. Chị lại khác em một chút xíu. Chị lại nghĩ là mình giống như mình là may mắn là được người ta quan tâm. Tại vì chị nghĩ mặc định lúc chị sinh ra, chị bắt đầu vào cái nghiệp diễn xuất là chị đã nghĩ rằng là cái cuộc sống của mình nó không có còn là của riêng mình nữa. Và chị phải chấp nhận là nó sẽ có những cái dư luận búa rìu xung quanh. Nhưng mà cũng may mắn thì cái bao nhiêu năm hoạt động của chị thì cũng không có một cái gì scandal mà nó ghê gớm. Mà riết rồi mình cũng phải tập một cái cách là ôi mặc kệ, cho qua, mặc đầu cảm xúc chứ. Sáng sớm mở mắt cầm cái điện thoại lên thấy ai nói gì. Mà ví dụ như chị em mình cũng có bán hàng online. Đó. Thì người ta cứ mặc định ra một cái là nghệ sĩ bán hàng online là thành rẻ tiền, là hết thời. Mình là không có cái gì đúng, không có gì sai. Và trong mỗi cái giai đoạn cuộc sống, chúng ta sẽ có cách nhìn nhận cuộc sống nó khác nhau, và chúng ta sẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh ta khác nhau. Thế thì bây giờ hiện tại ở cuộc sống như thế này, đương nhiên chị nói chuyện với em nãy giờ là chị thấy em là người hạnh phúc rồi đó. Nhưng mà cái theo em hiện tại thời điểm này như thế nào với em hạnh phúc, và em đã đang cảm thấy là mình thỏa mãn với cái cuộc sống hiện tại chưa? Em còn khao khát cái điều gì để mà cho cái chữ hạnh phúc của mình nữa hay không? Trời ơi, em bây giờ thật sự em khác lắm luôn á. Em cũng tự thấy em khác. Khác từ khi mà em có em bé. Thật sự là nó khác rất là nhiều. Nhiều mà mình không tưởng được. Về ngày xưa em hay vẽ ra là phải, em muốn mua cái nhà như thế này, muốn mua cái xe như thế kia. Thấy ai có một cái túi đẹp em vẫn thích. Đấy là cái nhu cầu vô cùng bình thường của phụ nữ. Rồi ví dụ với chồng em thì em cũng muốn là chồng em phải làm nhiều tiền hơn, đi du lịch ở chỗ sang hơn, rồi vẽ ra rất là nhiều thứ. Nhưng mà từ khi mà mang trong mình em bé thì em thấy là tức là quá đầy đủ luôn, em chả mong cái gì hơn ấy. Thế em thấy là nếu như em có thể, vì cái con đường để mà có được em bé nó đối với em rất là khó, và khi em từ bỏ nó rồi thì lại từ đâu đến được hoàn toàn, giống như chồng em đến tất cả mọi thứ đều đấy. Quay lại chút xíu, cái động lực gì, cái suy nghĩ gì mà khiến em nói em đi qua Thái để làm con. Làm con. Em có một cái hành trình cực kỳ dài để làm con, động lực là làm gì? Là tại vì là ba em thì bây giờ tai biến rồi, mà nhà thì có mỗi mình em là con gái thôi. Đó. Thật sự đúng là cái tâm nguyện cuối cùng của ông. Tâm nguyện cuối cùng của ông là bây giờ có cháu. Đồng ý với cái cách làm của em không hay sao? Không làm gì cũng được. Ba em là làm gì cũng được miễn có cháu. Rồi ông cứ trông ngóng thế bao giờ định đẻ lê. Rồi cứ mỗi lần về là ông hỏi mấy câu đấy là mình biết ông rất là buồn. Với lại nhám neo người quá. Mỗi lần Tết nhất hay là đám giỗ thì chị ơi buồn lắm. Nhà cứ bà thì sinh hai người, rồi bố mẹ sinh hai người, rồi các bác bên nước ngoài, rồi còn đúng nhà em. Em không có họ hàng, không gì hết. Thế tự nhiên nó...
thấy nhà người ta đi chơi đông vui, Tết chứ tụ tập nhà em có ai đâu mà tụ tập. Vì ba mình muốn như vậy rồi em quyết định làm như vậy, hay lúc đó em đã có chuẩn bị tâm lý hành trang nếu ta trở thành bà mẹ đơn thân chưa? Đối với em mọi thứ em cứ làm đến đâu thì trời sinh voi sinh cỏ. Rồi kinh tế mình có thì sợ gì nó nuôi được con mà lại làm. Vâng, thì tại vì cái về cái làm mà đấy lại là một câu chuyện rất là dài. Và khi mà mình bước vào trong cái lĩnh vực đấy thì thật sự nó là một câu chuyện cực kỳ dài cho những cái người mà đi làm EVS. Em không phải là em không thể có con được. Mọi người đang hiểu lầm cái việc đấy. Mọi người là em không phải là cơ địa em hoàn toàn bình thường, sức khỏe em rất là tốt. Chỉ là em không có đàn ông, không có cái chuyện những cái chuyện kia. Để mà sinh con cho một anh nào đấy thật giàu thì cực kỳ dễ. Nhưng em rất sợ đến một ngày, tức là người ta can thiệp quá sâu vào việc nuôi con như thế nào, hay là khi chia tay lại phải thành ra là vì con. Tức là tất cả những cái gì mà lôi con em ra là lý do thì em không chấp nhận. Thì thế mà lúc ấy em suy nghĩ ngang ngược lắm. Nhưng rồi bây giờ là có chồng và có con. Nhưng mà bây giờ quay lại cái vấn đề về con cái, em có còn nghĩ rằng là trời sinh cơ voi sinh cỏ nữa hay không? Hay là em đang chuẩn bị, có chuẩn bị gì các bước để chào đón đứa con của bây mình? Bây giờ thì em đã bảo là khác hẳn mà. Thì chả biết như thế nào. Thì tự nhiên thứ nhất là ở đâu ra một anh chàng. Đúng rồi, em phải nói thẳng ra chồng em là quá perfect rồi. Em chả có mong muốn gì hơn. Bạn ấy có thể không giàu, bạn ấy sẽ giàu hoặc là sẽ thành đạt. À, đấy là mình nhìn thấy. Nhưng mà đấy là cái người làm cho mình ngày nào cũng cười, cười mà cười muốn điên muốn khùng luôn. Và mình thấy cái năng lượng sống trong mình là đúng rồi. Thì cái gì cũng tốt. Và mình thấy, và mình phải nhìn thấy là cái con người này này là người ta thực sự giống vì mình. Em ngang lắm chị, em nói chuyện với bao giờ cũng kiểu là đấy là cái tính xấu. Em biết là tính xấu nhưng mà giống như là tôi là như vậy, anh chấp nhận. Vì cái quá khứ mình đã thay đổi quá nhiều vì một ai đấy nhưng mình vẫn bị phản bội. Thì bây giờ là tôi là như vậy, anh chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Nhưng chồng em thì khác hoàn toàn. Lúc nào em quậu hay là em nói chuyện với anh nhưng là buồn lắm, nó không nói gì hết. Để em cho anh biết là anh sai chỗ nào, anh không giống em. Anh dễ thay đổi, anh sai cái nào thì cho anh biết. Anh thay đổi được mà. Anh em có thể nói là anh phải chấp nhận em. Ok, anh chấp nhận em, nhưng điều gì ở anh làm em không vui, anh thay đổi, sẵn sàng hết, thay đổi hết. Mặc dù thực ra là người ta không xấu mà là mình ngang ngược. Nhưng rồi bạn có nghĩ rằng bạn phải thay đổi điều đó không? Thì đó, chính em khi mà người ta ngồi mà lại nói nhẹ nhàng, chưa bao giờ để cho một cuộc cãi nhau lên đến một tiếng đồng hồ cả. Tức là vừa nói xong mà sẽ phải là ủa rồi em muốn cái gì, em muốn hai đứa cãi nhau để cho không vui à? Hay là thực ra em muốn cái gì à? Anh làm thì sai, bạn anh đi nhậu về muộn đúng không? Sai thì mà lâu lâu anh mới đi một lần. Thì tôi nếu mà em nói anh sai thì anh xin lỗi. Rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái này nói thật nha, câu chuyện của em thôi đó, nhưng mà chị cảm thấy chị rất là xúc động. Thật ra không phải hôm nay gặp em chị mới nói, tại vì chị luôn theo dõi mình, tại mình kết bạn trên Facebook mà. Thì thật sự em đến giai đoạn này, em cảm thấy mình may mắn không? Em đang thấy là em được bù đắp, đúng luôn á. Tức là em không phải người xấu. Được bù đắp là may mắn rồi đó em. Từ trước đến giờ em đâu có phải là người xấu đâu, nhưng mà tại sao em cứ gặp những cái chuyện ở đâu ấy, em cũng tự thấy là em sống tốt. Em tự khẳng định luôn, em thấy em sống tốt. Chị cũng thấy chị sống tốt, chị cũng sống tốt. Sao cứ gặp cái gì á, chị vẫn chưa được bù đắp. Có nghĩa em đang may mắn. Và thật sự đương nhiên là em cũng đã trải nghiệm rất nhiều. Nhưng mà sao em vẫn kêu chị bằng chị? Chị muốn nói với em rằng là mình phải biết đâu là cái điểm dừng. Mình phải biết đâu là cái điểm dừng. Nếu chúng ta đang thật sự hạnh phúc, mình phải biết quý trọng, nắm bắt cái điều đó. Bởi vì cái hạnh phúc của em hiện có bây giờ có thể là một cái sự một cái gì đó rất là xa xỉ với những người khác. Em xa xỉ đối với cả em. Em nghĩ một thời em không bao giờ có hạnh phúc. Đúng. Và em nói thiệt luôn đó, hạnh phúc mà bao nhiêu người hàng ước mơ nhưng mà không có. Thật sự hiện tại mình đang may mắn. Bạn ấy cũng may mắn mới gặp được em. Chứ mình không phải nói vậy là mình đề cao người khác. Bạn ấy cũng đang may mắn. Bởi vì chúng ta biết không, đúng người đúng thời điểm nó mới thành được một cái gì đó nó hạnh phúc. Và chị thấy em bây giờ là đang vỡ hòa trong hạnh phúc và mọi thứ theo cảm nhận của chị. Và chị tin rằng có một người sâu sắc như chị cảm nhận như vậy, thì tất cả bạn bè em cũng như mọi người xung quanh, thậm chí những người chưa bao giờ gặp mặt em ở trên mạng xã hội thôi, họ cũng đều cảm nhận là em đang được hạnh phúc vì nhiều thứ. Một người đàn ông bên cạnh luôn luôn chăm sóc quan tâm em, một đứa con trong bụng, một cái điều mà em cũng đã có những cái hành trình dài tìm kiếm, nhưng bây giờ nó đến một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng. Và nó có một người bố nữa em, thì đó là không phải là điều dễ dàng. Cho nên chị biết em có những cái lúc rất là sốc nổi, rất là ngang ngược, bất cần
Nhưng mà liệu, hoặc là em nghĩ rằng trước đây tôi đã từng làm rất tốt vì ai đó, nhưng cuối cùng tôi cũng bị phản bội. Vậy bây giờ tôi không cần, tôi là như vậy, anh hiểu chịu thôi. Đó cũng là cái câu chị thường hay nói. Nhưng sau này chị nghĩ lại, liệu ta làm như vậy có phải là chúng ta đã không công bằng với người đến sau hay không? Cho nên đã dạo sau này chị luôn xác định rằng nếu chị có được một người đến sau thì chị tự tin nói rằng anh là người đang hưởng được cái phiên bản tốt nhất của em. Đó là điều chị đang nghĩ. Nên chị muốn chia sẻ cái thông điệp đó với em là cái người đến sau họ phải đáng được trân trọng hơn cái người đến trước. Em nghĩ em hên á, em gặp được một cái bạn tự nhiên ở đâu ra mà được một cái người được giáo dục quá là tốt. Rồi mẹ bạn nữa, mẹ bạn là một người cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng mà lại là người mẹ đơn thân. Đó, tức là khi mà mẹ nghĩ là đó đẹp như mẹ như thế này rồi, rồi mà đàn ông bỏ đi. Nhưng mà mẹ không bao giờ mẹ thù hằn đàn ông. Mẹ lại dạy lại cho bạn là vì đàn ông như thế, vì mẹ đã quá khổ như thế, mặc dù mẹ là người cũng đẹp nhất nhì của Hàn Quốc vào cái thời điểm đấy, là một cái người được cung phụng đủ thứ, mà đàn ông mẹ vẫn còn khổ vì đàn ông, cho nên con không được phép được giáo dục tốt lắm chị ạ. Mẹ bạn giáo dục quá tốt. Có một tí cái gì hay là bạn ấy post một cái hình con cún của em, con cún mặt xấu á, post lên là mẹ bạn inbox liền, tháo hình con cún xuống, pha lên nhìn thấy hình con cún này sẽ mất ngủ, không ngủ được vì mặt con này quá xấu, chỉ được post những điều tốt đẹp lên thôi để pha lên nó nhìn thấy. Ô, cưng lắm chị ơi. Thế bây giờ đến với cái câu chuyện ngày hôm nay thì em sẽ có cái thông điệp gì để chia sẻ với quý vị khán giả, những người mà đang mỗi năm quanh quay cũng đang mong cầu tìm được hạnh phúc của chính mình. Nếu mà gọi là em có kinh nghiệm hay cái gì để chia sẻ cho mọi người thì em nghĩ là cuộc đời em nó nhiều đau khổ hơn là niềm vui. Để mà khuyên được ai đấy sống như thế nào thì em không khuyên được, tại vì thực ra mọi người đừng sống như em. Tại vì em là đứa khá là ngang ngược. Nếu như mà em khác đi ấy, thì chắc là cuộc đời em được rất là nhiều. Nhưng mà thôi, trời sinh tính, và em không bao giờ em nghĩ rằng em sẽ cố phải thay đổi để mình phải giống một cái phiên bản nào đó. Nhưng mà bản thân em là một cái nhân sống, mình thấy rằng là đi tìm rồi tính toán đủ cho đủ thứ thì lại chả tìm ra được cái gì cả. Rồi tự nhiên lúc nào nó đến ấy, đến bây giờ là tất cả hầu như chị đọc comment của em đều là cái gì ở hiền gặp lành hay là cái gì cứ sống tốt đi rồi sẽ đến, mặc dù là hơi muộn. Nhưng đối với em thì không hề muộn, giờ cũng vẫn là quá sớm. Thì dù là tương lai nó như thế nào mình không thể nói được, con người sẽ thay đổi, mình cũng thay đổi. Không biết là ngày mai em với bạn ấy sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại đến giờ đây là cái quãng thời gian đúng nghĩa là đến từ xưa đến giờ mà mình có, không phải bận tâm tới tiền bạc, không phải bận tâm tới cuộc sống, không phải. Và mình bây giờ mỗi ngày mình vẫn nói là ra ngoài đời là một cuộc chiến, thế nhưng mà cuộc chiến bây giờ mình không đơn độc. Xưa đến giờ là mình một mình, nhưng bây giờ là mình cứ đi ra ngoài là sẽ có một người sát cánh cùng với mình. Thì đến một cái lúc mà mình thấy là ngày xưa thì lúc nào cũng một mình tôi sống được, nhưng đến giờ đúng thật là có thêm một người nữa thì nó tốt hơn rất rất nhiều. Đúng là thế thật, mình phải thừa nhận. Cho nên là phụ nữ cứ đi chối bỏ về cái việc là tôi bản lĩnh, tôi có kinh tế, tôi tự lập, tôi làm được mọi thứ. Nhưng mà nếu như, mình vẫn phải nói thật, nếu như có một người đàn ông ở bên cạnh và có thể quan tâm chăm sóc mình thì nó hơn tất tần tật từng tật những cái việc khác. Trung ý của Tường dễ sợ luôn. Xưa giờ mỗi lần Tường cứ đăng lên trên nhiều người trên Facebook, Tường cứ nói là cô đơn chỉ cần một người đàn ông, cần một bờ vai. Cứ nhiều người cứ vào nói trời ơi Tường ơi em đi hả, em sống em có tiền bạc có nhiều em sống một mình đi cho nó khỏe. Mọi người không hiểu đấy là nói ngang thôi, không hiểu đâu quý vị. Thật sự một mình mà nhà xuồng mà một mình làm sao mà nó đi nó vẫn nó nhanh bằng, có đâu có cặp được quý vị. Đũa nó cũng phải là một cặp thì mới gắp đồ ăn được chứ. Tất cả mọi thứ là chúng ta, tại vì chúng ta chưa chạm đến, chưa được thì chúng ta nói như vậy để tự an ủi bản thân thôi. Chứ còn trời đã sinh ra rồi, âm dương nó phải hòa hợp. À, cái gì có vợ có chồng thì tác biển đông mới cạn. Thì ngày hôm nay Tường cũng rất là vui khi mà đã được trò chuyện cùng với Pha Lê. Và hiện tại thì chị biết em đang rất là hạnh phúc rồi, nhưng mà chị vẫn muốn là chúc em trước tiên là về sức khỏe để cái giai đoạn vượt cạn sắp tới mẹ tròn con vuông nè. Đứa con thật là xinh xắn, thật là bụ bẩm. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái tình yêu đối với chị, thật sự chị cũng nghĩ tình yêu nó không là mãi mãi, nhưng nếu chúng ta cố gắng cả hai điều vun đắp thì cái cây của chúng ta tròn nó sẽ đơm hoa kết trái. Và chị luôn luôn hy vọng rằng là từng cái bước đường của em chị sẽ xem dõi theo và nhiều người dõi theo, và hy vọng rằng em luôn luôn tràn đầy sự hạnh phúc.
những cái năng lượng tích cực như bây giờ. Em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn. Em Valerie rất là nhiều. Đó thưa quý vị, đó là những thông điệp mà chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu muốn gửi đến chúng ta. Có nghĩa rằng chúng ta cứ sống cho thoải mái với bản thân mình, cứ làm tất cả những việc mà mình thích, rồi hạnh phúc nó sẽ đến một cách rất bất ngờ quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị có thể gửi về cho chúng tôi để chương trình chúng tôi có thể hoàn thiện hơn. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ở đâu phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần từ ngày 18 tháng 7 năm 2020, phát lại vào lúc 15 giờ 35 chủ nhật và thứ năm tuần sau trên kênh TTV 11. Chương trình cũng được phát lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý khán giả đón xem.